Ngày nay nám da, tàn nhang, sạm da, đốm nâu là một vấn đề nan giải với nhiều chị em phụ nữ, khiến nhiều chị em mất đi sự tự tin, ảnh hưởng lớn đến công việc, các hoạt động giao tiếp xã hội, cũng như hạnh phúc gia đình. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại kem trị nám khác nhau. Tuy nhiên, việc lựa chọn được sản phẩm phù hợp với mức giá phải chăng, có hiệu quả điều trị nám da tốt, cũng như không gây bào mòn và làm yếu da thì không hề dễ dàng gì đối với nhiều người. Chính vì vậy, qua bài viết này sẽ review giới thiệu đến các bạn dòng kem trị nám do Học viện Quân y 103, HVQI, sản xuất hiện nay đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng sau một thời gian sử dụng. Vậy thực hư hiệu quả trị nám của sản phẩm này ra sao, hay cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé. 1. Nguồn gốc xuất xứ kem trị nám Học viện Quân y 103. Kem trị nám Học viện Quân y được sản xuất bởi Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng HVQI, có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người dân trong cả nước, là nơi hội tụ nhiều chuyên gia, giáo sư, bác sĩ uy tín đầu ngành hiện nay. Chính vì thế, các sản phẩm do HVQI sản xuất luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người khi tìm mua các loại thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe như Nano Curcumin, Tam thất tạ đen, trà giảm cân, thuốc mọc tóc, bổ gan, thận. 2. Kem trị nám Học viện Quân y có mấy loại? Như các bạn đã biết, nám và tàn nhang là biểu hiện của việc tăng sinh tổng hợp hắc tố melanin tập trung ở các tế bào keratino ở phần biểu bì của da. Có nhiều nguyên nhân gây ra nám da như sự thay đổi nội tiết tố estrogen, phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh, phụ nữ trước và sau khi sinh, hoặc do sử dụng thuốc tránh thai, và một nguyên nhân phổ biến khác là do tác động của tia UV trong ánh sáng mặt trời, cũng như do tác động của ô nhiễm môi trường sống. Dựa vào các nguyên nhân kể trên và kết hợp với đặc điểm cơ địa của người phụ nữ Việt Nam, các nhà khoa học của HVQI đã nghiên cứu và sản xuất thành công ra hai dòng sản phẩm chính giúp chị em khôi phục lại vẻ đẹp, sự trẻ trung của làn da. Đó là bộ đôi mỹ phẩm trị nám kem ban ngày Lipo White và kem ban đêm Skinsen. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mỗi loại dưới đây nhé. 2.1 Kem dưỡng da, chống lão hóa, trị nám, tàn nhang Skinsen. Sản phẩm này còn có tên gọi là kem sâm ngọc linh, với công dụng chính là tái tạo, phục hồi làn da bị lão hóa, làm sáng da, xóa mờ các vết nám, tàn nhang, đốm nâu, ngăn chặn quá trình lão hóa da sớm, giúp làn da trở lên mịn màng, trắng sáng, tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Đối tượng sử dụng: phụ nữ sau khi sinh, làn da bị sạm, nám do thay đổi nội tiết tố, người có làn da bị lão hóa, chảy xệ, da nhăn nheo do tuổi tác, người mới xuất hiện các dấu hiệu thâm nám, đốm nâu trên mặt không rõ nguyên nhân. Các bạn là nam giới cũng hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này nhé. Như vậy có thể thấy là kem trị nám Skinsen vừa có tác dụng dưỡng da, chống lão hóa, cũng như xóa mờ các vết thâm nám ở mức độ nhẹ và trung bình. Nên các bạn mà gặp các dấu hiệu kể trên thì hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để điều trị. Thành phần sản phẩm: kem trị nám Skinsen được chiết xuất từ các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên, rất an toàn và lành tính, không gây tác dụng phụ cho da. Bao gồm các thành phần chính như dịch chiết tế bào sâm ngọn linh, đây là loại sâm rất quý hiếm hiện nay, có tác dụng chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tinh chất trà xanh là chất chống oxy hóa, sát khuẩn rất mạnh. Ngoài ra còn có các chất khác như nước tinh khiết, cetarin alcohol, dầu ô liu, glycerin, vitamin E, pinatri esta có tác dụng bổ sung lượng collagen bị thiếu hụt, giúp làn da trở lên mịn màng, săn chắc hơn. Vỏ ngoài hũ kem nhìn rất sang trọng, chất kem bên trong màu hồng rất nữ tính, khi sử dụng cho cảm giác mềm mượt không gây bí rít. Cảm nhận của khách hàng về sản phẩm này: chị Hồng Lan, Hà Nội chia sẻ: mình bị nám đã hơn 2 năm rồi, nhất là đợt sinh cháu thứ hai tình trạng nám lại càng nặng nề hơn. Giai đoạn đó mình lo lắng lắm, tìm đủ các biện pháp và thử rất nhiều loại kem trị nám khác nhau nhưng tình trạng vẫn không có nhiều chuyển biến. Cũng may cho mình là được một chị đồng nghiệp ở cơ quan mách cho dòng kem trị nám của Học viện Quân y, được sản xuất phù hợp với đặc điểm cơ địa của phụ nữ Việt cũng như khí hậu của nước ta. Đồng thời được các chuyên gia của HVQI tư vấn kết hợp các biện pháp dùng kem bôi và viên uống sáng da, cải thiện chế độ sinh hoạt. Đến nay tình trạng nám của mình đã chuyển biến rõ rệt rồi, tuy chưa khỏi hẳn,
nhưng giờ đây mình khá tự tin để mặc tự nhiên mà không cần tốn một đống phấn che khuyết điểm như trước nữa. Cách sử dụng: rửa sạch mặt, lau khô bằng khăn sạch, sau đó bôi kem vào buổi tối trước khi đi ngủ 15 phút. Hiện tại sản phẩm có giá bán là 350.000 đồng, phủ 30G, miễn phí vận chuyển toàn quốc nhé các bạn. Thông thường để phát huy hiệu quả dưỡng da, trị nám, mờ thâm tốt nhất các bạn nên kết hợp dùng với viên uống sáng da sương mai 1 hộp 60 viên, một giá bán 210.000 đồng. Combo bộ sản phẩm có giá là 560.000 đồng. Là người Việt Nam thì ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các bạn hãy nhanh tay đặt hàng chính hãng từ nhà phân phối của Hợp Quỳ theo DC sau đây để sớm đánh bay nám tàn nhang nhé mọi người. 2.2 kem trị nám Lipo Y. Kem trị nám Lipo Y là một loại serum đặc trị nám lâu năm, được sản xuất theo công nghệ liposome tiên tiến mới nhất hiện nay của Hàn Quốc. Đây là công nghệ sử dụng các hạt tiểu phân tử có kích cỡ nhỏ nanomet, bao bọc lấy các dưỡng chất và thẩm thấu sâu vào bên trong lớp biểu bì của da, giúp các tế bào da dễ dàng hấp thụ được các chất dinh dưỡng, cũng như bổ sung ceramide, ức chế quá trình tổng hợp hắc tố melanin, từ đó xóa mờ các vết thâm nám mà không gây bào mòn da, làm da bị yếu đi. Đây chính là ưu điểm lớn nhất sản phẩm này. Đồng thời Lipo Y có kết cấu dạng gel rất mỏng nhẹ, khi bôi lên da thì thẩm thấu nhanh, không gây ra cảm giác bí bách hay khó chịu. Và các bạn cũng hoàn toàn yên tâm khi sản phẩm này đã được Bộ Y tế chứng nhận về chất lượng cũng như hiệu quả của sản phẩm nhé. Thành phần sản phẩm và công dụng: sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn và lành tính cho làn da như glycerin, nước tinh khiết, dầu ô ly, caprylic, caprylicer, hyaluronic acid, folic acid, alpha tocopherol và một số thành phần dưỡng chất khác. Công dụng: làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang kể cả nám mảng, nám hỗn hợp, giúp làn da trắng sáng đều màu, cung cấp độ ẩm, làm mềm da, giúp làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Đối tượng sử dụng: phụ nữ bị nám mảng, nám lâu năm, có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng. Phụ nữ bị nám da do thay đổi nội tiết tố, do bẩm sinh di truyền, hay do tác động của môi trường như ánh nắng mặt trời, môi trường sống bị ô nhiễm. Tham khảo đánh giá khách hàng về sản phẩm này. Cách sử dụng: các bạn rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt, bôi kem vào bàn ngày vào mỗi buổi sáng nhé. Có thể dùng kem chống nắng bảo vệ da ở lớp ngoài cùng, kem có thể sử dụng vào buổi tối trước khi ngủ. Nếu bạn thấy phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mình, xin lưu ý là đối với chị em có các bệnh liên quan đến đường huyết, dạ dày, phụ nữ đang mang bầu hoặc cho con bú thì cần sự cho phép của các bác sĩ trước khi sử dụng viên uống sương mái nhé. Hiện tại sản phẩm có giá bán 420.000 đồng một tuýp 15ml. Để phát huy hiệu quả cao nhất các bạn nên kết hợp cùng với viên uống sáng da sương mai mà mình đã giới thiệu ở trên. Combo bộ sản phẩm có giá là 630.000 đồng. Nám tàn nhang đang gây ra ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều người. Việc điều trị dứt điểm nám là điều không hề dễ dàng gì. Ngoài việc lựa chọn được sản phẩm phù hợp thì điều quan trọng là các bạn cần phải thật kiên trì sử dụng kem theo hết lộ trình, cũng như thay đổi chế độ sinh hoạt ăn, ngủ nghỉ cho hợp lý. Chúc các bạn nhanh chóng đánh bay hết nám tàn nhang sau khi đọc xong bài viết này nhé.